Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc. Tập 16. Chương 151, tranh giành. Sau khi bán đi ban viên nhị gia yêu đan, Trần Phú lấy ra 5 bình sứ lớn bằng bàn tay, lớn tiếng nói, địa sát khí thuộc tính hỏa xích diễm chân sát. Xích diễm chân sát đối với tu sĩ tu luyện thuộc tính hỏa có giúp ích. Mỗi bình giá quy định 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100, 1.000, 1.001, 1.003. Tuy nói địa sát khí có hại đối với thân thể người tu tiên, nhưng dù sao cũng có thể phụ trợ trúc cơ. Có không ít tu sĩ cạnh tranh mua lấy, Vương Trường Sinh cũng là một trong số đó. Hắn cẩn thận nghĩ, nhiều thế lực như vậy tham gia hội đấu giá. 4 vạn linh thạch chưa chắc có thể mua được một viên trúc cơ đan. Vẫn là nên đánh chủ ý vào trúc cơ linh vật khác. Xích diễm chân sát là chân sát thuộc tính hỏa. Vương Trường Phong tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, có thể lợi dụng xích diễm chân sát để tấn thăng trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ tham gia hội đấu giá cũng không ít, cạnh tranh 10 phần khốc liệt. 5 bình xích diễm thực sát phân biệt lấy giá là 7.500, 8.000, 7.900, 8.200, 8.400 bán đi. Vương Trường Sinh lấy 24.600 khối linh thạch, lấy được 3 bình xích diễm chân sát. Đồ vật đấu giá quan trọng thứ tư là một con nhị giai hạ phẩm linh cầm tam túc hóa nha, lấy giá 4.000 khối linh thạch bán đi. Vật phẩm đấu giá quan trọng thứ năm, 5 bình tử ngọc linh thủy, giá quy định 1.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 khối linh thạch, 1.200, 1.500, 1.007. Tuy hiệu quả của tử ngọc linh thủy kém hơn trúc cơ đan, nhưng lại tốt hơn nhiều so với địa sát khí. Cạnh tranh 10 phần khốc liệt, Vương Trường Sinh lấy 1.200.000 khối linh thạch, mua được một bình tử ngọc linh thủy. Trần Hưng Thịnh bỏ ra 1.300.000 khối linh thạch, cũng mua được một bình tử ngọc linh thủy. Vật phẩm đấu giá quan trọng thứ 6 là một bộ trận phù. Tổng cộng có 6 lá, bày ra là nhị giai thượng phẩm trận pháp thất tinh diệt yêu trận. Được Nhạc Châu Lưu ra mua với giá 5.000 khối linh thạch. Vật phẩm bán đấu giá quan trọng thứ 7 là một bộ phi kiếm thuộc tính mộc. Tổng cộng có 9 thanh, mỗi một thanh đều là thượng phẩm pháp khí, gọi là thanh trúc kiếm. Bị một cô gái mặc cung trang màu xanh lấy 1.000.000 khối linh thạch mua đi. Vương Trường Sinh chú ý thấy trên tay áo của cô gái có một hoa văn tiểu kiếm. Đây là dấu hiệu của kiếm cung Sở Quốc. Kiếm cung là môn phái đứng đầu trong tứ đại môn phái, không nghĩ tới đệ tử kiếm cung cũng tham gia Ngọc Điền Pháp Hội. Trần Phú tiếp tục lấy ra mấy chục cây lệnh kỳ hồng quang lập lòa và 3 cái ngọc bàn hình tròn. Cao giọng nói, vật phẩm đấu giá quan trọng thứ 8, khí cụ của nhị giai thượng phẩm trận pháp liệt viêm trận. 5 tu sĩ trúc cơ là có thể sử dụng, uy lực vô song. Giá quy định 1.000.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 500 khối linh thạch. 1.000.000, 1.001.000, 1.002.000, các loại khí cụ bày trận của trận kỳ, trận bàn 10 phần sang quý. Trận kỳ bày trận rất tiện lợi, dùng nguyên vật liệu bày trận mới phiền toái. Một vị trí đặt không đúng cũng không thể khởi động trận pháp. Bộ khí cụ bày trận của nhị giai thượng phẩm trận pháp này cuối cùng lấy giá 4.300.000 khối linh thạch bán đi. Người mua đi bộ trận kỳ này không ai khác, chính là Uông Gia. Trần Phú lấy ra 5 bình sứ có màu sắc khác nhau, phóng tới trên mặt bàn. Trúc cơ đan, không biết là ai hô to lên một tiếng. Trong nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung vào 5 bình sứ. Trong ánh mắt của bọn họ đều chứa hừng hực lửa nóng. 5 viên trúc cơ đan, tách ra bán đấu giá. Giá quy định 1.000.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể dưới 1.000 khối linh thạch. 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000, thanh âm ra giá không ngừng vang lên. Vương Trường Sinh có chút may mắn, may là hắn nghe theo lời đề nghị của Uông Thư Hàm, mua linh vật trúc cơ. 5 viên trúc cơ đan, lần lượt được bán với giá 4.200.000, 4.500.000, 4.700.000, 4.900.000. Ngọc Điền Pháp Hội 50 năm mới mở một lần. Mỗi lần mở đều hấp dẫn số lượng lớn tu sĩ đến tham gia. Nhiều người cạnh tranh như thế, giá cả tự nhiên cũng sẽ được kéo lên. Uông Gia lấy được một viên trúc cơ đan, Trần Hưng Thịnh cũng tham gia tranh mua. Lấy 4.700.000 khối linh thạch mua được một viên trúc cơ đan. Trần Phú từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp gỗ màu xanh dài một thước, phóng tới trên mặt bàn. Dựa theo lệ thường của các hội đấu giá, vật phẩm càng chân quý sẽ càng nằm ở phía sau. Rất nhiều tu sĩ đều tò mò,
có vật gì còn có thể chân quý hơn cả trúc cơ đan? Dưới hơn 1000 ánh mắt tò mò của các tu sĩ, Trần Phú mở ra hộp gỗ. Từ trong đó lấy ra một tấm phù triện hồng quang lập lòe, mặt trên vẽ một đồ án hình tiểu kiếm. Hồng sắc phù triện tản mát ra một cỗ linh khí kinh người, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Đây là phù bảo. Tu sĩ có kiến thức rộng rãi nhận ra được, kinh ngạc cất tiếng. Phù bảo. Vương Trường Sinh trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc. Phù bảo là bảo vật tu sĩ kim đan kỳ dùng pháp bảo của mình luyện chế ra. Vô luận là luyện khí kỳ hay trúc cơ kỳ đều có thể sử dụng, uy lực vô cùng lớn. Được xưng là sát khí đệ nhất dưới kim đan kỳ. Vật này nghe đồn sẽ làm hao tổn linh tính của pháp bảo. Chỉ có một số ít tu sĩ cao giai sắp tọa hóa mới dùng pháp bảo của mình luyện chế mấy tấm phù bảo. Lưu lại cho hậu nhân bảo mệnh, 10 phần chân quý. Vương Trường Sinh cẩn thận phát hiện, mặt ngoài của tấm phù bảo này có một lớp hồng quang bao bọc. Nhìn giống như một cái vòng bảo hộ. Không sai, đây chính là phù bảo. Đây là nhất giai phù bảo, dùng nhất giai hạ phẩm pháp. Bảo ly hỏa kiếm luyện chế thành, có một đạo linh vựng. Tấm phù bảo này chưa từng được sử dụng, còn có thể sử dụng nhiều lần. Là lợi khí bảo mệnh, cũng là trấn tộc chi bảo. Giá quy định 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2000 khối linh thạch. 1 vạn, 1 vạn 2, 1 vạn rưỡi. Nghe được âm thanh ra giá của những người khác, Vương Trường Sinh 10 phần hâm mộ. Tấm phù bảo này có giá khởi điểm đã là 1 vạn khối linh thạch. Còn không biết cuối cùng phải lên đến bao nhiêu khối linh thạch, nhắm chừng sẽ không thua kém hơn trúc cơ đan. Trải qua mấy chục lần ra giá kịch liệt, tấm phù bảo này cuối cùng lấy giá 4 vạn 3.000 khối linh thạch bán ra. Mua được vật ấy chính là Nam Cung Thần. Từ điểm này sẽ thấy, ở Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thần có thế lực không nhỏ. Chương 152, tin tức 1. Sau khi phù bảo được bán đi, Trần Phú lớn tiếng tuyên bố hội đấu giá kết thúc. Chúng tu sĩ lục tục rời khỏi Ngọc Điền Cung. Ra khỏi Ngọc Điền Cung, Vương Trường Sinh để cho 3 người Vương Trường Ca quay trở về chỗ ở trước, hắn còn có việc muốn làm. Vương Trường Sinh đợi ở cửa trong chốc lát, đã thấy Nam Cung Thần và Triệu Ngưng Hương vừa nói vừa cười bước ra, Triệu Ngọc Đường cũng ở một bên. Vương Trường Sinh nhìn thấy Nam Cung Thần, bước nhanh đi đến, khách khí nói, Nam Cung đạo hữu, có thể nói chuyện một lát hay không? Nam Cung Thần gật gật đầu, cùng Vương Trường Sinh đi đến một bên. Nam Cung đạo hữu, không biết trên tay ngươi có uẩn mạch đan hay không? Tại hạ muốn mua một lọ, giá cả dễ thương lượng. Vương Trường Sinh truyền âm nói, giọng điệu 10 phần thành khẩn. Lợi dụng địa sát khí để trúc cơ có vẻ nguy hiểm. Nếu không có uẩn mạch đan, khi kinh mạch bị xé rách sẽ làm cho người ta đau đớn mà ngất đi. Uẩn mạch đan là nhị giai trung phẩm đan dược. Cần mấy chục loại linh dược, luyện chế khó khăn cũng rất cao. Đan dược này rất chân quý, trên tay ta không có. Nam Cung Thần vẻ mặt lộ vẻ khó xử, truyền âm trả lời. Giọng điệu của hắn vừa chuyển, lại truyền âm tiếp, nhưng thôi. Vương đạo hữu là biểu ca của Triệu sư muội, lại chỉ điểm Lưu sư muội luyện chế khôi lỗi thú. Ta thật ra có thể hỗ trợ, chỉ tiếc là giá có khả năng sẽ cao một chút. Cao hơn một chút? Bao nhiêu? 3.000. Vương Trường Sinh có chút không vui. Nhị giai trung phẩm đan dược bán ở phường thị, quý nhất cũng chỉ hơn 1.000 khối linh thạch một lọ. Nam Cung Thần mở miệng lại muốn lấy 3.000 khối linh thạch. Cái này rõ ràng là muốn kiếm một khoản từ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng đành chịu, uẩn mạch đan là đan dược độc môn của Dược Vương Cốc. Trên thị trường rất ít bán ra, 3.000 khối linh thạch đúng là đắt hơn một ít. Nhưng so với an toàn của Vương Trường Phong thì cũng không tính là gì. Không thành vấn đề, không biết khi nào thì có thể lấy hàng. Nam Cung Thần mỉm cười rồi nói, sau nửa canh giờ nữa, gặp tại cửa Ngọc Điền Lâu. Chúng, ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, thành giao. Nếu đã thống nhất như vậy, ta phải đi hỏi đồng môn sư huynh một câu. Lát nữa gặp, Nam Cung Thần gật đầu, dẫn Triệu Ngưng Hương và Triệu Ngọc Đường rời khỏi. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh về tới chỗ ở, trong túi trữ vật có nhiều hơn một bình uẩn mạch đan. Thật ra hắn định tới tìm Triệu Ngưng Hương hỗ trợ. Nhưng trong bữa ăn tối mấy ngày trước, Triệu Ngưng Hương tiết lộ ra thân thế bất phàm của Nam Cung Thần. Lúc này Vương Trường Sinh mới đánh chủ ý lên Nam Cung Thần, muốn mượn cơ hội này để kết giao với hắn.
lại không ngờ tới Nam Cung Thần sẽ lợi dụng điểm này để kiếm một khoản linh thạch từ hắn. Ngay từ đầu người hắn muốn tìm là Lưu Nguyệt Dung. Nhưng trong bữa tối đó mấy người Nam Cung Thần cũng đã có nói rất khó tìm được Lưu Nguyệt Dung. Nếu Vương Trường Sinh chạy tới Dược Vương Cốc lại không tìm được Lưu Nguyệt Dung, vậy chẳng phải là mất một chuyến trắng tay sao? Trước khi tham gia hội đấu giá, hắn có đi xem thử mấy nhà đan dược điểm. Phát hiện Uẩn Mạch Đan đã sớm bán hết rồi. Vì để giảm bớt nguy hiểm cho Vương Trường Phong khi trúc cơ, dùng nhiều hơn một ít linh thạch cũng không tính là gì. Dựa theo ước định, sau khi Vương Trường Sinh mua được linh vật trúc cơ, Vương Minh Trung và Vương Minh Đống lập tức quay về Thanh Liên Sơn, bẩm báo Vương Diệu Tông. Trường Sinh, sao ngươi lại đi lâu thế mới trở về? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Vương Diệu Tổ nhìn thấy Vương Trường Sinh, thân thiết hỏi. Không có việc gì, mua một lọ uẩn đan mạch của Dược Vương Cốc. Ra ra, thúc thúc bọn họ đã đi chưa? Vương Diệu Tổ gật đầu nói, đi rồi, thời điểm bọn Trường Ca trở về ta đã phát tín hiệu cho bọn họ rồi. Bọn họ chắc là đã di chuyển rồi, trên người Minh Trung có một nhị giai hạ phẩm phù binh. Chắc là rất nhanh sẽ về đến Thanh Liên Sơn. Có kinh nghiệm một lần trước, lần này Vương gia không dám sơ ý. Trước khi Vương Trường Sinh tham gia hội đấu giá, Vương Minh Trung và Vương Minh Tống đã thay đổi y phục, chờ ở nơi phụ cận chỗ ở. Khi ba người Vương Trường Ca trở về chỗ ở, Vương Diệu Tổ lập tức phát tín hiệu. Hai người Vương Minh Trung ngay lập tức quay về Thanh Liên Sơn. Trừ phi kẻ cướp biết trước Vương Trường Sinh có thể mua được linh vật trúc cơ, rồi phái người theo dõi đoàn người Vương Trường Sinh. Nếu không, hai người Vương Minh Trung có thể an toàn quay về Thanh Liên Sơn. Vậy là tốt rồi, người tranh giành trúc cơ đan rất nhiều. Con chỉ mua được linh vật trúc cơ, không biết đại ca có thể thành công trúc cơ hay không. Ta nghe bọn Trường Ca kể lại rồi. Trúc cơ đan cạnh tranh 10 phần kích liệt, ngươi chỉ có 4 vạn linh thạch, căn bản không đủ mua. Không nói điều này, đợi nhị ca tới Ngọc Điền Sơn cần tới mấy tháng, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện trước đi. Nếu thực lực của chúng ta đủ mạnh, chúng ta lập tức trở về Thanh Liên Sơn. Không cần tiếp tục ở lại đây, tiền thuê quá cao. Số tiền ấy đủ mua cho Trường Nguyệt không ít linh mật. Vương Diệu Tổ oán giận nói, hắn tuổi đã lớn, không kiếm được bao nhiêu linh thạch, bởi vậy mới càng tiết kiệm. Hắn chỉ hy vọng con cháu có thể sống tốt, không muốn thêm phiền toái cho con cháu. Cần dùng thì vẫn phải dùng. Ra ra, ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt. Con trở về phòng tu luyện, cơm tối không cần gọi con. Trở lại trong phòng, Vương Trường Sinh lấy ra một lam sắc hồ lô, đánh một đạo pháp quyết lên trên. Bình hồ lô nhất thời bay dựng lên, một cỗ chất lỏng màu lam lạnh như băng từ trong hồ lô chảy ra. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, toàn thân sáng lên từng trận lam sắc linh quang. Chất lỏng màu lam giống như được ai chỉ dẫn, ùa vào miệng mũi Vương Trường Sinh. Tuy lúc trước đã từng dùng huyền âm linh thủy tu luyện, nhưng khi huyền âm linh thủy vừa tiến vào cơ thể, hàn ý của nó vẫn làm cho Vương Trường Sinh lạnh run. 3 tháng hơn, thoáng chốc đã trôi qua, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên giường gỗ, hai mắt khép hờ. Thân thể được bao bọc bởi một tầng lam quang chói mắt. Một lát sau, lam quang trên thân hắn dần tản đi. Hắn mở hai mắt, trong mắt có tinh quang chớp động. Chỉ tiếc là có quá ít huyền âm linh thủy, nếu lại cho ta thêm 50 cân huyền âm linh thủy. Không cần tới 1 năm cũng có thể tiến vào trúc cơ tầng 2. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một ngụm khí, lẩm bẩm. Tính thời gian, nhị bá công hẳn là đến rồi. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, hắn đã nghe được thanh âm của Vương Diệu Tổ. Đi vào đại sảnh, Vương Trường Sinh thấy Vương Diệu Tổ đang cùng Vương Diệu Tông nói gì đó. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 153, tin tức 2. Nhị bá công, ngài rút cuộc cũng đến rồi. Vương Diệu Tổ cười cười rồi nói, nhị bá công của ngươi đã đến được 3 ngày rồi. Nhưng hắn bảo không cần quấy rầy ngươi tu luyện, Trường Phong cũng đến đây. Hắn đang ở trong phòng tu luyện. Nhị bá công, ta nghĩ trúc cơ đan sẽ bị cạnh tranh kịch liệt, nên đã tự mình làm chủ mua địa sát khí và tử ngọc linh thủy. Còn bỏ ra 3.000 khối linh thạch mua một lọ uẩn mạch đan. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa mang ra 3 món đồ. Vương Diệu Tông gương mặt lộ vẻ khen ngợi, rồi nói, ngươi làm tốt lắm, tứ đệ đã kể hết với ta rồi. Có 2 bình địa sát khí và tử ngọc linh thủy,
hơn nữa còn có uẩn mạch đan. Tỷ lệ Trường Phong có thể lên trúc cơ rất lớn. May mà ngươi quyết định nhanh, không có tranh giành mua trúc cơ đan. Trần Hưng Thịnh ngươi cũng biết rồi. Minh Trung trên đường đi về nhìn thấy đoàn người Trần Hưng Thịnh bị tập kích. Cái gì? Trần Hưng Thịnh bị tập kích? Thất Thúc và Thập Thúc có việc gì không? Vương Trường Sinh không phải quan tâm Trần Hưng Thịnh, mà là quan tâm Vương Minh Trung và Vương Minh Đống. Trần Hưng Thịnh như thế nào thì ta không biết. Minh Trung nhìn thấy, bọn họ lập tức đi đường khác. Bọn họ cũng không phải họ Vương, chết sống thì có quan hệ gì với chúng ta đâu. Minh Trung và Minh Đống bình an vô sự. Lại nói, Trần Hưng Thịnh thế mà lại không đi cùng Trần Sương Minh. Hắn vừa tranh được trúc cơ đan đã vội vã trở về quận Trường Bình, thật là kỳ quái. Vương Trường Sinh vừa động thần sắc, rồi nói, nhị bá công, ý ngài là Trần Sương Minh đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Rất có khả năng, Trần Sương Minh là một lão cáo giả. Nếu hắn vẫn còn khỏe mạnh, không lý nào lại không đi cùng Trần Hưng Thịnh. Lui một bước mà nói, cho dù Trần Sương Minh không có cách nào đến được, Trần Hưng Thịnh cũng không nên vội vã trở về. Cùng lắm thì để tộc nhân tiến vào trúc cơ ngay tại Ngọc Điền Sơn, trừ phi. Vương Trường Sinh hai mắt sáng ngời, tiếp lời, trừ phi Trần Sương Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trần gia chỉ còn một mình Trần Hưng Thịnh là tu sĩ trúc cơ, không thể rời khỏi gia tộc quá lâu. Để tránh gia tộc gặp chuyện không may, nhị bá công, đây là cơ hội của chúng ta. Trần gia có không ít nhân khẩu, sản nghiệp lại trải rộng. Ta và tứ đệ vừa nãy cũng đang bàn luận chuyện này. Việc này không vội, chúng ta trước tiên về Thanh Liên Sơn, Trường Phong trúc cơ mới là chuyện quan trọng nhất. Đúng rồi, Trường Sinh, tứ đệ đã nói với ta chuyện của Uông gia. Ta đồng ý cùng Uông gia hợp tác, cành hoa gặp gió ắt sẽ gãy. Nếu xem xét lợi ích ngắn hạn, chúng ta là người chịu thiệt, nhưng lại có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Ta với gia gia của ngươi đã thương lượng rồi, chúng ta nếu chỉ bán gia nhất giai khôi lỗi thú, dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu bán nhị giai khôi lỗi thú, chỉ sợ sẽ làm nhiều người đỏ mắt. Chuyện này giao cho ngươi làm, ta đã già rồi, ngươi hiểu biết nhiều. Cố gắng chiếm về nhiều ích lợi cho gia tộc. Vâng, nhị bá công. Ta đã biết phải làm thế nào, chúng ta quay trở về Thanh Liên Sơn đi. Đại ca ở Thanh Liên Sơn tấn thăng lên trúc cơ sẽ ổn thỏa hơn một chút. Thanh toán tiền thuê nhà xong, bảy người Vương Trường Sinh cùng nhau xuống núi. Đến dưới chân núi, Vương Diệu Tông thả ra kim chủy ưng. Chở sáu người Vương Trường Sinh bay lên trời cao, không qua bao lâu đã biến mất ở phía chân trời. Thanh Liên Sơn, Linh Tang Viên, ba mẫu linh điền, trồng 300 gốc linh tang thụ. Trong viện có một nhất giai hạ phẩm linh tỉnh, nước giếng dùng để tưới linh tang thụ. Ba mẫu linh tang thụ này vốn là do Vương Trường Tuyết coi sóc. Nhưng từ khi Vương Trường Tuyết rời khỏi, trọng trách này được giao cho Liễu Thanh Nhi và Trương Nguyệt Nga. Lại tới thời điểm thu hoạch linh tang diệp, Liễu Thanh Nhi tổ chức nữ quyến Vương gia đi hái linh tang diệp. Thời điểm này là thời điểm linh tang diệp tươi tốt, dùng để nuôi nấng linh tằm là thích hợp nhất. Nếu là trễ thêm vài ngày, linh tang diệp già rồi, kim ti tằm cũng sẽ không thích ăn. Vương gia dưỡng 5 đôi kim ti tằm, trong đó có 2 kim ti tằm đã là nhất giai thượng phẩm, khoảng cách với nhị giai đã không còn xa. Kim ti tằm sức ăn rất lớn, hơn nữa lại kén ăn. Chỉ ăn linh tang diệp thời điểm tươi tốt nhất, già một chút sẽ không chịu ăn. Liễu Thanh Nhi và hơn 40 nữ quyến ở dưới ánh mặt trời chói chang, giữa rừng linh tang thụ ngắt lấy linh tang diệp, đầu đầy mồ hôi. Gùi trúc trên lưng các nàng chứa đầy linh tang diệp, trên mặt tràn đầy thần sắc vui mừng. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, uống một chén nước trà nào. Liễu Thanh Nhi lau đi mồ hôi trên mặt, bước nhanh đến một cái lán trà nhỏ được dựng đơn sơ. Nàng muốn uống một chén nước giải khát, nhưng không ngờ rằng trong ấm đã hết nước. Vừa rồi uống hết nước trà rồi, quên mất phải nấu lại. Trương Nguyệt Nga vỗ ót, hơi xin lỗi cất lời. Không sao, nhị tẩu, lại nấu thêm một ấm là được. Mẹ, con và thập ngũ thúc đem nước ô mai đến cho mọi người này. Một thanh âm non nớt vang lên. Liễu Thanh Nhi nghe vậy, xoay người hướng về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy Vương Trường Nguyệt, Vương Minh Long, Vương Minh Phượng xuất hiện ở trước cửa linh tang viên. Phía sau có một cự quy khôi lỗi, Vương Diệu Hằng đi theo phía sau bọn họ. Trên lưng cự quy khôi lỗi có một cái nồi lớn, trong nồi tỏa ra từng đợt khí lạnh. Lục Tẩu, Thanh Nhi, biết các ngươi ngắt linh tang diệp vất vả. Ta dẫn bọn Minh Long đưa nước ô mai đến.
đã ướp lạnh rồi, các ngươi giải lao uống một chút đi. Vương Diệu Hằng khẽ vuốt chòm râu, cười nói, bát thúc, là phiền ngài rồi. Đến, mọi người đến uống nước ô mai. Liễu Thanh Nhi tay cầm cái muôi lớn, múc nước ô mai cho đám người Vương Trường Nguyệt. Mẹ, ca ca còn chưa trở về sao? Vương Trường Nguyệt kéo góc áo Liễu Thanh Nhi, vẻ mặt chờ mong hỏi. Liễu Thanh Nhi cưng chiều xoa đầu Vương Trường Nguyệt, rồi nói, ca ca có việc bận, hắn. Kim Trùy Ưng, Trường Sinh bọn họ đã trở lại. Trương Nguyệt Nga hô to một tiếng, chỉ lên trời cao nói. Vương Trường Nguyệt vừa ngẩng đầu đã thấy một con cự ưng đang từ trên trời hạ xuống. Đôi mắt nàng sáng ngời, mặt mày hớn hở chạy tới phía Kim Trùy Ưng đang hạ xuống. Ca ca đã trở lại, ca ca đã trở lại. Trường Sinh đã trở lại. Đi, muội muội, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Vương Minh Long dẫn theo Vương Minh Phượng, nhanh chân rời đi. Kim Trùy Ưng lượn quanh một vòng Thanh Liên Sơn, sau đó đáp xuống chân núi. Bảy người Vương Trường Sinh lục tục nhảy xuống từ trên lưng Kim Trùy Ưng. Sau đó Vương Diệu Tông đem Kim Trùy Ưng thu hồi về túi linh thú. Bọn họ còn chưa đi được bao xa, đã thấy Vương Trường Nguyệt từ trên núi đang chạy xuống, khuôn mặt đỏ rực. Theo ở phía sau còn có Vương Minh Long và Vương Minh Phượng. Chương 154, Hiệp đàm thành công. Ca ca, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi. Vương Trường Nguyệt nhào vào trong lòng Vương Trường Sinh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui sướng. Vương Trường Sinh nhéo một chút hai má phúng phính của Vương Trường Nguyệt, nhíu mày nói, lúc này giảng đạo đường còn chưa có tan học. Ngươi có phải là trốn học không? Ta không có trốn học, mẹ và mọi người ngắt linh tang Diệp vất vả. Bát thúc công để cho chúng ta đem nước ô mai tới cho mọi người. Trường Nguyệt, lại đây với Gia Gia. Gia Gia mua linh mật cho con này, còn có lục đậu bính. Đều là những đồ ngọt con thích ăn. Trên mặt Vương Diệu Tổ lộ ra tươi cười, lấy ra một bao giấy gói dầu. Linh mật, lục đậu bính. Vương Trường Nguyệt hai mắt sáng ngời, rất nhanh đã chạy đến trước mặt Vương Diệu Tổ, tiếp nhận đồ ăn. Nàng mở ra bao giấy gói dầu, bên trong lộ ra mấy khối điểm tâm màu xanh lục. Nàng xoay người, đem điểm tâm đưa cho Vương Minh Long và Vương Minh Phượng, tam thập ngũ thúc, tam thập lục cô. Đây là lục đậu bính Gia Gia mua cho ta, mọi người cùng ăn đi. Vương Minh Long và Vương Minh Phượng cũng không khách khí, mỗi người cầm một khối bánh lên ăn. Được rồi, các ngươi về giảng đạo đường nghe giảng đi. Đi học nên chú tâm nghe giảng, không nên toàn nghĩ tới đồ ăn. Vương Diệu Tông khoát tay áo, dặn dò nói. Vâng, nhị bá công. Ba người Vương Trường Nguyệt vừa ăn lục đậu bính, vừa đi trở về. Buổi tối, một nhà bốn người Vương Minh Viễn ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Vương Trường Sinh kể một chút chuyện xảy ra trong thời gian qua. Vương Minh Viễn lộ ra thần sắc khen ngợi, cười nói, Sinh Hy, con làm rất tốt. Con không nói cha cũng thiếu chút thì quên. Trần Minh Sương đã có hơn 5 năm chưa từng lộ diện, chắc là đã xảy ra chuyện chẳng lành. Việc này không vội, Trần gia có sản nghiệp lớn như vậy, chạy không được. Ta sẽ phái người chú ý nhất cử nhất động của Trần gia. Việc cấp bách trước mắt là chuyện trúc cơ của Trường Phong. Ngoài ra, hợp tác cùng Uông gia cũng rất quan trọng. Con vẫn nên nhanh chóng di chuyển, để tránh trễ hẹn. Làm cho Uông gia lưu lại ấn tượng không tốt với chúng ta. Con đã biết, cha, ngày mai con sẽ lên đường. Đúng rồi, mẹ, mọi người bận rộn như thế. Linh tang Diệp có đủ cho Kim Ti Tàm ăn không? Đủ ăn, nếu Trường Tuyết vẫn ở đây thì tốt rồi. Nha đầu đó có tay chồng tốt, cũng không biết nàng ở Ngụy Quốc sống như thế nào. Đúng vậy, cha, nhị tỷ ở Ngụy Quốc sống tốt chứ? Nàng hiện tại thế nào rồi? Vương Minh Viễn hơi do dự, giận dữ nói, Trường Tuyết mất tích rồi. Đại bá ngươi đã tự mình đến Ngụy Quốc điều tra. Hy vọng Trường Tuyết có thể bình an vô sự. Vương Trường Sinh nhướng mày, kinh ngạc nói, cái gì? Nhị tỷ mất tích? Chuyện này xảy ra khi nào? Một năm trước, lúc lục thúc của ngươi đi Bạch Long Cốc Ngụy Quốc để thăm Trường Tuyết. Không nghĩ đến, hắn tới Bách Linh Lâu tìm nhưng lại không gặp Trường Tuyết. Những đầu bếp khác của Bách Linh Lâu nói đã mấy tháng rồi Trường Tuyết không đến Bách Linh Lâu. Bọn họ còn tưởng Trường Tuyết rời khỏi Bạch Long Cốc. Đại bá ngươi đã dẫn người đi điều tra, hy vọng Trường Tuyết không xảy ra chuyện gì. Vương Minh Viễn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại không ôm hy vọng gì. Vương Trường Tuyết đang làm việc ở Bách Linh Lâu lại đột nhiên mất tính, hơn nửa là đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Vương Trường Sinh nhíu chặt mày. Vương Trường Phong nếu thành công trúc cơ,
sẽ tính đến việc đón Vương Trường Tuyết trở về. Nhưng Vương Trường Tuyết lại cố tình mất tích lúc này. Trường Tuyết cát nhân thiên tướng, nàng sẽ không xảy ra việc gì. Liễu Thanh Nhi an ủi. Vương Trường Nguyệt tròn mắt nhìn, tò mò hỏi, cha, ca ca, sao con chưa từng gặp qua nhị tỷ? Nhị tỷ có việc phải tạm thời rời khỏi Thanh Liên Sơn, khi đó còn chưa có con đâu. Vương Trường Sinh cân nhắc nửa ngày, mở miệng nói, cha, sau khi cùng Uông Gia đạt thành hiệp nghị, con sẽ tự mình đi Bạch Long Cốc một chuyến. Nhị tỷ vô duyên vô cớ mất tích, nếu con không đi điều tra một chút, khó tránh khỏi bất an trong lòng. Vương Trường Sinh đối với vị đường tỷ Vương Trường Tuyết này tràn ngập kinh ý. Hắn nội tâm vạn lần hy vọng Vương Trường Tuyết sẽ không xảy ra việc gì. Ừ, con đi cũng tốt, nhưng phải điều tra cẩn thận. Nếu tra được cái gì, thì cũng không cần lộ ra. Vương Minh Viễn trịnh trọng dặn dò, yên tâm đi, cha, con biết phải làm gì. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Trường Sinh dùng xong điểm tâm, cưỡi thanh lân mã rời khỏi Thanh Liên Sơn, tiến tới Vân Châu. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh đã đến Bạch Vân Lĩnh. Thời điểm hắn tới Bạch Vân Lĩnh, vừa kịp ngày đã hẹn hiệp đàm với Uông Gia. Hắn cố gắng không nghỉ ngơi, một đường đi thẳng đến Bạch Vân Lĩnh. Bạch Vân Lâu là trà lâu lớn nhất ở Bạch Vân Lĩnh. Một số người tu tiên thích uống trà sẽ đến Bạch Vân Lâu phẩm trà nói chuyện phiếm. Đến Bạch Vân Lâu, Vương Trường Sinh nói vài câu với Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị dẫn hắn tới một gian phòng ở lầu 3, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, cung kính nói, Uông tiền bối, bằng hữu của ngài đã đến. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Vương đạo hữu, mời vào. Thanh âm của Uông Như Yên từ trong phòng truyền đến. Vương Trường Sinh đẩy cửa phòng bước vào, sau đó thuận tay đóng lại cửa. Trong phòng bố trí thanh lịch, Uông Như Yên ngồi bên cạnh bàn trà. Trên bàn bày một ấm trà cùng hai dĩa điểm tâm. Uông Như Yên một thân váy dài thanh sắc. Trên y phục không thêu hoa văn ánh trăng, dường như không muốn để người khác nhận ra thân phận của nàng. Ở mỗi góc đều bày cách âm trận, Uông Như Yên đánh một đạo pháp khí lên trên mặt trận. Bạch quang chợt lóe, trên vách tường hiện ra một màn bạch sắc hào quang. Tạp âm bên ngoài cũng dần tiêu thất. Vương đạo hữu đã hẹn là giờ ngọ ba khắc gặp mặt ở đây. Hiện tại đã là giờ dậu, ngươi hẳn nên cho ta một lời giải thích. Uông Như Yên cau mày nói, nghe giọng điệu dường như nàng mười phần bất mãn đối với việc Vương Trường Sinh đi muộn. Vương Trường Sinh ôm quyền với Uông Như Yên, xin lỗi, thật không phải, Uông tiên tử. Trên đường bị trì hoãn, tại hạ tự phạt ba chén, không biết Uông tiên tử thấy thế nào. Uông Như Yên khoát tay áo, nghiêm mặt nói, không cần, Vương đạo hữu. Chúng ta vẫn là nên ngồi xuống nói chính sự đi. Vương gia các ngươi có muốn hợp tác cùng chúng ta hay không? Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh lộ vẻ khó xử, cất lời, Uông tiên tử, bốn phần nguyên liệu căn bản không thể luyện chế được một con nhị giai khôi lỗi thú. Một con nhị giai khôi lỗi thú lại cần tới nửa năm mới luyện chế được. Nửa năm mới kiếm được 200 khối linh thạch. Mối làm ăn này chúng ta thật sự khó mà tiếp nhận. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không nói thật với Uông Như Yên. Hắn muốn tận lực tranh thủ lợi ích cho Vương gia. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 155, Trường Phong Trúc Cơ. Uông Như Yên trước khi đến cũng đã học qua không ít công khóa. Nàng tuy không quá hiểu biết về sự khó khăn khi chế tác nhị giai khôi lỗi thú, nhưng nàng cũng sẽ không tin tưởng lời nói của Vương Trường Sinh. Nàng trầm ngâm một lát, rồi nói, Vương đạo hữu, tiểu muội đã hỏi qua nhị giai khôi lỗi sư. Hắn nói ba phần nguyên liệu là có thể luyện chế được một con nhị giai khôi lỗi thú. Chúng ta có ngươi tới bốn phần nguyên liệu là bởi vì Uông gia muốn nhượng bộ. 200 khối linh thạch cũng không ít. Phải biết rằng, một tán tu bình thường đi làm công, một năm cũng không thể kiếm được 100 khối linh thạch. Hai người không ai chịu nhượng bộ, đều muốn tranh thủ một ít lợi ích cho gia tộc mình. Nói chuyện hồi lâu, nước trà cũng đã thay hai lần. Lúc này hai người mới thương lượng xong. Uông gia cung cấp tài liệu cho Vương gia, 5 phần nguyên liệu đổi lấy một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Mỗi con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú sẽ được Uông gia trả thêm 250 khối linh thạch. Vương gia hàng năm phải giao cho Uông gia 3 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Uông gia hàng năm phải đưa cho Vương gia 10 cân huyền âm linh thủy pha loãng. Tuy ít đi một ít lợi ích, nhưng hàng năm có thể có được 10 cân huyền âm linh thủy pha loãng cũng không thiệt.
tuy là huyền âm linh thủy pha loãng, nhưng hàng năm xuất ra 10 cân. 20 năm chính là 200 cân. Uông gia không nên có nhiều huyền âm linh thủy như vậy. Nghe giọng điệu của Uông Như Yên, giống như Uông gia có rất nhiều huyền âm linh thủy pha loãng. Vương Trường Sinh thủ hỏi dò một câu, nhưng Uông Như Yên cười mà không nói. Vương đạo hữu, không biết muốn luyện chế nhị giai khôi lỗi thú thì cần những tài liệu gì? Để ta phái người đi chuẩn bị. Nhưng trước tiên phải nói trước, Uông gia chúng ta cũng có khôi lỗi sư. Ngươi cũng không nên dùng công phu sư tử ngoạm, ăn bớt vào phần nguyên liệu luyện khí. Vương Trường Sinh mỉm cười, rồi nói, Uông tiên tử yên tâm, tại hạ vẫn là người nói chữ tín. Sau khi tài liệu đến, đưa đến linh khôi các của Bạch Vân Cốc là được. Hắn lấy ra một bức thư tín, đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên mắt đẹp đảo qua, trong mắt hiện lên vài phần thần sắc hài lòng. Nâng lên chén trà, mỉm cười nói, Vương đạo hữu, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Trường Sinh nâng lên chén trà, cười nói, hợp tác vui vẻ. Trưởng quầy của Linh Khôi Các là nhị bá của Vương Trường Sinh, Vương Minh Tài. Vương Trường Sinh nói cho Vương Minh Tài một chút về việc phải làm khi hợp tác với Uông gia. Nhị bá, nhị tỷ mất tích, ta muốn đi Ngụy Quốc điều tra một chút. Ta đã cùng Uông Như Yên bàn ổn thỏa, nàng nếu phái người đưa tài liệu tới. Người thay ta kiểm tra nhận lấy là được, đây là danh sách. Vương Trường Sinh lấy ra một bức thư tín, đưa cho Vương Minh Mới. Vương Minh Mới nhíu mày, kinh ngạc nói, mất tích. Trường Tuyết không phải đang sống tốt ở Bách Linh lâu sao? Sao lại đột nhiên mất tích? Ta cũng không rõ ràng chân tướng là như thế nào. Phải đi tra xem mới biết được, chỉ hy vọng nhị tỷ không xảy ra chuyện gì. Linh Khôi Các có ta trông, nếu Uông Như Yên phái người đưa tài liệu tới, ta biết phải làm gì. Ngươi yên tâm đi đi, tra xét kỹ càng, hy vọng Trường Tuyết bình an vô sự. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Trường Sinh rời khỏi Bạch Vân Cốc. Tâm trạng vô cùng lo lắng thẳng tiến đến Bạch Long Cốc Ngụy Quốc. Hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh đã xuất hiện ở trên đường của Bạch Long Cốc. Hắn vừa mới ghé Bách Linh Lâu, đã nhìn thấy Vương Minh Chí và Vương Minh Chiến từ trong đó đi ra. Vẻ mặt Vương Minh Chí uể oải, lại có chút hoảng hốt. Vương Minh Chiến vẻ mặt u sầu. Vương Trường Sinh căng thẳng trong lòng, mở miệng hỏi, đại bá, Lục Thúc, thế nào? Có tin tức gì của nhị tỷ không? Vương Minh Chiến lắc lắc đầu, trả lời, không có. Trường Sinh, sao ngươi lại đến đây? Nghe cha ta nói nhị tỷ mất tích. Ta muốn đến đây xem xét một chút, không có ai biết tung tích của nhị tỷ sao? Không có, từ điểm tâm học đồ đến trưởng quầy, chúng ta đều đã hỏi qua. Bọn họ cũng không biết Trường Tuyết đã đi hướng nào. Vương Minh Chiến giận dữ nói. Hắn liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vương Minh Chí, vội an ủi, nha đầu Trường Tuyết cực kỳ tinh danh. Nàng hẳn là có việc ra ngoài, sẽ không có chuyện gì đâu. Ai, quên đi, chúng ta về khách điếm rồi lại nói tiếp. Không tìm được Trường Tuyết, ta sẽ không quay về. Vương Minh Chí siết chặt nắm tay, đỏ mắt nói. Trở lại chỗ ở, Vương Minh Chiến nói một chút sự tình đã trải qua cho Vương Trường Sinh biết. Bọn họ đã hỏi thăm toàn bộ tử lâu ở Bạch Long Cốc, rất nhiều người đều nghe nói qua tên của Vương Trường Tuyết. Nhưng mà theo trí nhớ của bọn họ, đã mấy tháng rồi bọn họ không thấy nàng lộ diện. Vương Trường Tuyết ở Bạch Long Cốc cũng không có bằng hữu gì. Nàng đã là linh đầu bếp của Bách Linh Lâu, có đãi ngộ rất tốt. Không thể vô duyên vô cớ rời khỏi Bách Linh Lâu được. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, bình tĩnh phân tích, nhị tỷ làm việc đến nơi đến chốn. Cho dù nàng có việc cần phải rời khỏi Bạch Long Cốc, nàng cũng sẽ biết chúng ta sẽ tới tìm nàng. Không có khả năng sẽ im lặng rời khỏi. Nếu ta là nhị tỷ, ta sẽ lưu lại một bức thư, nói một chút phương hướng của mình. Ta biết chỗ ở cửa Trường Tuyết, nhưng mà nghe trưởng quầy ở đó bảo là Trường Tuyết tự mình trả phòng. Khách phòng mà nàng ở đã sớm có người khác thuê. Vương Minh Chí giận dữ nói, vẻ mặt không tránh khỏi u sầu. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Vương Trường Sinh vừa mở cửa phòng thì thấy điếm tiểu nhị đứng ở ngoài cửa. Trên tay hắn cầm một phong thư. Vị tiền bối này, có một vị tiền bối bảo tiểu nhân đem phong thư này giao cho các ngài. Điếm tiểu nhị đưa thư cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng mở ra phong thư, ánh mắt đảo qua. Sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, trầm giọng hỏi, người truyền tin đâu? Là nam hay nữ? Hắn có bộ dáng như thế nào? Là nam, vóc dáng cao. Hôm qua hắn tìm được tiểu nhân, bảo tiểu nhân đưa phong thư này cho tiền bối.
Vương Trường Sinh nhíu chặt mày, rồi hỏi, ngày hôm qua, tại sao hôm nay ngươi mới đưa thư tới? Vị tiền bối đó đã dặn dò, bảo tiểu nhân hôm nay hãng đưa thư tới. Tiểu nhân không dám không làm theo. Vương Minh Chiến cầm lá thư, ánh mắt đảo qua, lộ ra thần sắc cổ quái. Trường Sinh, bỏ đi. Ngươi truyền tin rõ ràng không muốn bại lộ thân phận, để hắn đi đi. Vương Minh Chiến lắc đầu nói. Vương Trường Sinh đóng cửa phòng xong, nhìn về phía Vương Minh Chí. Vương Minh Chí đang cầm thư trên tay, cau mày. Chương 156, Hợp tác, 1. Thư là Trường Tuyết tự tay viết, trong thư chỉ có vỏn vẹn vài câu, nhị bá công, cửu đệ, cha, đại ca, ta hiện tại ở một nơi rất an toàn. Các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần tìm ta, về Tống Quốc đi. Vương Minh Chí buông thư xuống, nghi hoặc nói, đây đúng là chữ viết của Trường Tuyết. Nàng biết chúng ta sẽ tìm nàng có thể truyền tin cho chúng ta, vì sao lại không thể gặp mặt? Nhị tỷ có khả năng là có lời khó nói, cũng có thể là bị ép buộc. Nhưng càng có khả năng nghiêng về vế sau hơn, nhị tỷ hẳn là bị ai đó nhốt. Cụ thể là thế lực nào lại không rõ ràng lắm. Đối phương cũng không muốn chúng ta tiếp tục tra xét, cũng không nghĩ chúng ta ở lại Ngụy Quốc. Vương Trường Sinh gõ nhẹ bàn, bình tĩnh phân tích. Nhốt, bọn họ nhốt Trường Tuyết để làm gì? Nếu muốn kiếm chỗ tốt, hẳn nên liên hệ với chúng ta mới đúng. Bọn họ lại chỉ để Trường Tuyết viết một phong thư, lại không muốn chúng ta ở lại Ngụy Quốc. Hay là sợ chúng ta ở lại Ngụy Quốc? Vương Minh Chí nghi hoặc nói. Vương Minh Chiến lắc đầu, khách quan phân tích, hẳn là không phải sợ, chúng ta là người bên ngoài tới. Bọn họ lại là thế lực bản địa, có thể làm cho Trường Tuyết vô thanh vô tức biến mất. Khẳng định không phải thế lực nhỏ, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên rời khỏi Ngụy Quốc. Nếu tiếp tục ở lại Ngụy Quốc, chỉ sợ sẽ chọc bọn họ nóng nảy, Trường Tuyết sẽ gặp nguy hiểm. Nghe xong lời này, Vương Minh Chí có chút do dự. Đúng vậy. Đại bá, các ngươi đều đã ở đây điều tra lâu như vậy, rất nhiều người đều biết chúng ta ở đây tìm. Nhị tỷ, nếu tiếp tục ở lại chỗ này, nhị tỷ khả năng là sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta trước tiên trở về Thanh Liên Sơn, phái người hiểu rõ hơn chúng ta đến đây. Ngầm tìm hiểu tin tức của nhị tỷ, như vậy có vẻ ổn thỏa hơn. Vương Trường Sinh đưa ra một đề nghị. Vương Minh Chí do dự nửa ngày, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Vương Minh Chiến và Vương Trường Sinh nói có đạo lý. Đối phương hiện tại ở một nơi bí mật, bọn họ lại ở chỗ sáng. Nếu tiếp tục ở lại Ngụy Quốc, nếu như chọc giận đối phương, chỉ sợ Vương Trường Tuyết sẽ gặp nguy hiểm. Trước rời khỏi Ngụy Quốc, sau đó phái người có khả năng đến ngầm tìm hiểu tin tức của Vương Trường Tuyết có vẻ tốt hơn. Ra quyết định xong, ba người Vương Minh Chí rời khỏi Bạch Long Cốc. Hơn 2 tháng sau, mấy người Vương Trường Sinh trở về đến Thanh Liên Sơn. Bọn họ vừa trở lại Thanh Liên Sơn đã nghe được một tin tức tốt. Vương Trường Phong thành công trúc cơ. Lúc này, Vương Trường Phong trở lại Thanh Liên Sơn cũng đã được nửa năm. 2 bình xích diễm chân sát, 1 lọ tử ngọc linh thủy, còn có uẩn mạch đan phụ trợ. Thành công lên trúc cơ cũng là chuyện trong dự liệu. Tin tức tốt này thành công xóa tan u sầu trên khuôn mặt Vương Minh Chí. Hắn trước tiên tới chỗ ở của Vương Trường Phong, Vương Minh Chiến và Vương Trường Sinh cũng theo sát phía sau. Vương Trường Phong nhìn thấy 3 người Vương Minh Chí, nhếch miệng cười nói, cha, lục thúc, cửu đệ. Ta thành công trúc cơ rồi, có thể đón nhị muội trở lại. Vì không ảnh hưởng đến Vương Trường Phong tấn thăng trúc cơ. Sự tình Vương Trường Tuyết mất tích, Vương Trường Phong không được biết. Trên mặt Vương Minh Chí nặn ra một chút tươi cười, cất lời, không vội, chúng ta vừa từ Bạch Long Cốc trở về, nàng rất tốt. Trường Phong, đêm nay chúng ta phải uống mừng một chén mới được. Không sai, Trường Phong. Ngươi thành công trúc cơ, Vương gia chúng ta có tới 3 vị tu sĩ trúc cơ rồi. Chúng ta phải ăn mừng thật lớn mới được. Không sai, đại ca. Chúng ta đúng là nên chúng mừng một chút. Vương Minh Chiến và Vương Trường Sinh trên mặt tràn đầy tươi cười. Vương Trường Phong nghe vậy, lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, cha và lục thúc nhớ nhị muội đi xem sẽ không kỳ quài. Nhưng cửu đệ sao cũng đi, trong tộc có rất nhiều sự tình cần xử lý. Sau khi ngươi trúc cơ, không bế quan tu luyện, cũng không luyện chế khôi lõi thú, lại chạy thật xa tới Ngụy Quốc thăm nhị muội. Có phải hay không nhị muội đã xảy ra chuyện gì? Không được gạt ta. Vương Minh Chiến và Vương Trường Sinh 2 mắt nhìn nhau, không biết nên giải thích như thế nào. Vương Minh Chí thở dài một hơi, day day ánh mắt, chậm rãi nói,
quên đi, việc này cũng không giấu được bao lâu. Ngươi cũng đã trúc cơ, không cần phải gạt ngươi làm gì. Trương Tuyết mất tích rồi. Cái gì? Nhị muội mất tích? Chuyện này xảy ra khi nào? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đang yên lành, nhị muội sao có thể mất tích được? Vương Trường Phong biến sắc, âm trầm nói. Vương Minh Chiến thở dài, đem sự tình kể lại cho Vương Trường Phong. Vương Trường Phong nhíu chặt mày, trầm ngâm nửa ngày, rồi nói, ta ít khi rời khỏi Thanh Liên Sơn. Như vậy đi, đợi ta củng cố cảnh giới trúc cơ xong, ta lại đi Bạch Long Cốc Ngụy Quốc âm thầm tìm hiểu chuyện của nhị muội. Hắn từ nhỏ đến lớn, số lần rời khỏi Thanh Liên Sơn không quá 10 lần. Bình thường đều ở một chỗ tu luyện, đừng nói là người ngoài, rất nhiều tộc nhân vương gia đều rất ít khi thấy Vương Trường Phong. Đúng rồi, đại bá, tin tức đại ca trúc cơ không cần truyền ra bên ngoài. Ta lo lắng sẽ có người giám thị vương gia chúng ta. Đại ca hiện tại là một quân bài chưa lật. Tại thời khắc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng quan trọng. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ tới điều gì, đề nghị. Vương Minh Chí và Vương Minh Chiến đều tỏ vẻ tán thành. Vương gia có hai tu sĩ trúc cơ, trong vòng trăm năm tới không cần phải lo nghĩ. Vương Trường Phong là tu sĩ trúc cơ mới, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng quan trọng. Vương gia muốn phát triển lớn mạnh, tài chính là vấn đề quan trọng nhất. Về phần địa bàn, tứ đại môn phái không cho phép gia tộc tu tiên tứ phương công khai công phạt. Tu tiên giới ở Tống Quốc vẫn là tứ đại tông môn lớn mạnh. Thứ bọn họ cần là sự ổn định, không thể thâu tóm trực tiếp, chỉ có thể làm tầm từ từ ăn lên. Trần gia chính là mục tiêu hiện tại của vương gia. Đúng rồi, đại ca, ngươi trúc cơ là dùng địa sát khí hay là tử ngọc linh thủy? Vương Trường Phong cười khổ một tiếng, trả lời, địa sát khí quá ít, chỉ có 2 bình. Hơn nữa lợi dụng địa sát khí để trúc cơ rất thống khổ, cho nên đã thất bại. Ta điều dưỡng hơn 4 tháng, sau đó mới dùng tử ngọc linh thủy để tấn thăng trúc cơ. Thành công tiến vào trúc cơ kỳ. Đại ca ngươi vừa mới trúc cơ, không cần vội đi Bạch Long Cốc. Trước tiên củng cố cảnh giới, thực lực mới là quan trọng nhất. Nếu thực lực đủ cường đại, mới có thể khiến người khác kiêng kỵ. Đúng vậy, Phong Nhi, ngươi vừa mới trúc cơ, không nên lập tức đi đến Bạch Long Cốc. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 157, hợp tác 2. Vương Trường Phong gật đầu đáp ứng, "Cha, Lục thúc, cửu đệ, các ngươi yên tâm, ta biết phải làm như thế nào." Vào ban đêm, ở trong sân một tòa viện u tĩnh, Vương Trường Sinh, Vương Diệu Tông, Vương Trường Phong, Vương Minh Viễn, Vương Minh Chí, Vương Minh Chiến và Vương Diệu Tổ. 7 người ngồi vây quanh một cái bàn, ăn mừng Vương Trường Phong trúc cơ. Vài chén rượu vào bụng, mọi người nói với nhau vài lời khách sáo. Vương Trường Sinh đề cập thẳng vào vấn đề chính, "Cha, người đã điều tra rõ chưa? Trần Hưng Thịnh có còn sống không?" "Còn sống, nửa tháng trước hắn có đi đến phường thị một chuyến. Nhắm chừng là cố ý để cho chúng ta xem. Dù sao lục đệ và thập đệ cũng đã nhìn thấy bọn hắn bị tập kích. Hắn lo lắng chúng ta sẽ có hành động khác, thế nên mới lộ diện. Nếu Trần Sương Minh vẫn còn tại thế, có 2 vị tu sĩ trúc cơ, Trần Hưng Thịnh hoàn toàn không cần phải làm như thế. Khả năng cao là Trần Sương Minh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhị bá, Trường Sinh, các ngươi có thể đi bái phỏng Trần Hưng Thịnh một chút, xem xét thăm dò thử tình hình hiện tại của Trần Hưng Thịnh. Hắn lâu như vậy mới lộ diện, xem chừng là lúc trước bận dưỡng thương. 3 gia tộc hợp tác mở phường thị, hơn nửa cửa hàng đều là của Trần gia. Mấy năm nay, Trần gia cũng không thiếu lần chiếm tiện nghi của chúng ta. Đây là thời điểm tốt để bọn họ nhả ra bớt một chút. Vương Minh Chiến đề nghị, ánh mắt lộ ra vài phần hưng phấn. Trần gia mấy năm trở lại đây phát triển thực thuận lợi. Bọn họ dùng biện pháp tằm ăn lên, có cơ hội lập tức chiếm một ít tiện nghi của 2 nhà Vương, Hoàng. Nhưng phong thủy tuần hoàn, nếu Trần Sương Minh xảy ra việc ngoài ý muốn, Vương gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đề nghị này không tồi, nhưng sinh tử của Trần Sương Minh còn chưa rõ. Không có tin tức xác thực thì không nên làm quá mức. Còn nữa, chúng ta hiện tại đã muốn phát triển ra bên ngoài Ninh Châu, không cần cùng Trần gia tính toán chi li. Việc cấp bách của chúng ta hiện tại là bồi dưỡng ra thêm vài vị khôi lỗi sư để tranh thủ lấy tài nguyên. Tranh thủ trong 30 năm tiếp theo có thêm tu sĩ trúc cơ thứ 4,
khôi phục vinh quang tổ tiên. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc Vương Diệu Tông 10 phần kích động. Nhị bá công nói không sai, tiện nghi đúng là phải chiếm, nhưng không cần làm quá mức. Lỡ như Trần Sương Minh chỉ là ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên chưa về. Nếu chúng ta làm việc quá đáng, ngày sau cũng không dễ giải quyết. Hiện tại trọng điểm của chúng ta là kiếm linh thạch, bồi dưỡng ra tu sĩ trúc cơ thứ tư. Vương Trường Sinh tỏ vẻ đồng ý. Chỉ cần tu sĩ trúc cơ trong gia tộc ngày càng nhiều, thâu tóm Trần gia chỉ là vấn đề thời gian. Bữa cơm này, 7 người Vương Trường Sinh đều ăn rất vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông đến Trần gia bái phỏng Trần Hưng Thịnh. Gia tộc Trần gia trú ở Lưỡng Chỉ Sơn. Núi này có ngoại hình giống với hai ngón tay, bởi vậy mới có tên gọi này. Hai vị tu sĩ trúc cơ tới chơi, Trần Hưng Thịnh dĩ nhiên không dám chậm trễ. Trên người Vương Trường Sinh mang theo 3 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, cũng không sợ Trần Hưng Thịnh giở trò. Trần đạo hữu, đã lâu không gặp, khí sắc của ngươi sao có vẻ không tốt nhỉ? Vương Trường Sinh tựa cười mà không cười mở lời. Trần Hưng Thịnh nhìn thấy nụ cười của Vương Trường Sinh, trong lòng có chút sợ hãi nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường. Ha ha cười, rồi nói, Vương đạo hữu nói đùa rồi, khí sắc của lão phu trước giờ đều vậy. Không biết lần này hai vị đạo hữu đến đây là có chuyện gì? Chúng ta có một việc rất quan trọng, muốn nói cùng Sương Minh huynh. Không biết Sương, Minh huynh có tiện gặp mặt hay không? Vương Diệu Tông thành khẩn nói, trên mặt lộ ra bộ dáng cùng người khác vô hại. Trần Hưng Thịnh vẻ mặt lộ vẻ khó xử, cất lời, tam thúc đang trong thời gian bế quan tu luyện, không tiện gặp mặt. Hai vị đạo hữu có chuyện gì có thể nói với ta cũng được. Việc của Trần gia, ta có thể làm chủ. Vương Trường Sinh và Vương Diệu Tông đưa mắt nhìn nhau, sau đó Vương Trường Sinh mở miệng nói, chuyện là như vậy, chúng ta muốn mở rộng tiệm gạo. Không biết Trần đạo hữu có thể giúp đỡ một tay hay không? Mở rộng. Nếu ta nhớ không nhầm thì cửa hàng hai bên của tiệm gạo là cửa hàng của Trần gia chúng ta. Thứ cho ta khó lòng giúp đỡ. Trần Hưng Thịnh cau mày nói. Vương Diệu Tông mỉm cười, tiếp lời, Trần đạo hữu, hai gian cửa hàng đó, trước kia là cửa hàng của Vương gia chúng ta. Nay chúng ta muốn thu hồi lại, có vấn đề gì sao? Ta đã nói chuyện này ngươi không làm chủ được. Vẫn là mời Sương Minh huynh xuất hiện đi. Lão phu giáp mặt cùng hắn thương lượng. Hai gian cửa hàng mà thôi, không cần phải có mặt của tam thúc công. Thanh âm của nam chợt vang lên, Trần Hiền Nhân đi đến. Nhìn thấy Trần Hiền Nhân, trong mắt Vương Trường Sinh xét qua một chút kinh ngạc. Hơn nửa năm không gặp, Trần Hiền Nhân lại có thể trúc cơ. Nhìn thấy Trần Hiền Nhân, sâu trong đôi mắt Trần Hưng Thịnh xẹt qua một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Trường Sinh và Vương Diệu Tông có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể chiếm một ít tiện nghi, Trần Hiền Nhân lại xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Trần Hiền Nhân mỉm cười, khách khí nói, hai vị đạo hữu nếu thích, hai gian cửa hàng có thể cho các ngươi. Nhưng với điều kiện, chúng ta muốn các ngươi dạy chúng ta luyện chế khôi lỗi thú, như thế nào? Vương gia bán ra khôi lỗi thú đã không còn là chuyện gì bí mật. Chỉ cần lưu tâm một chút là sẽ biết. Vương Trường Sinh cười khẽ một chút, rồi nói, hai gian cửa hàng đã muốn học khôi lỗi thuật. Trần đạo hữu là đang nói giỡn sao? Nghe nói Trần gia các ngươi mở một tòa linh khí điếm tại Tiên Duyên Thành. Vương gia chúng ta cũng mở, có hứng thú hợp tác hay không? Mang chuyện làm ăn làm lớn một chút. Trần gia mấy năm nay phát triển tốt hơn Vương gia, thuê một gian cửa hàng ở Tiên Duyên Thành, bán hạ phẩm linh khí. Nhưng mà cũng giống với Vương gia lúc trước, làm ăn không được tốt lắm. Chỉ có thể dựa vào giảm giá để thu hút khách nhân, nhưng mà buôn bán như thế này lại chẳng thu được bao nhiêu lợi nhuận. Trần Hưng Thịnh nghe đến đây rất có hứng thú, tò mò hỏi, hợp tác? Hợp tác như thế nào? Chúng ta bán cho các ngươi một ít nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, các ngươi nhượng cho chúng ta 10 gian cửa hàng. Trước khi đến Trần gia, Vương Trường Sinh và Vương Diệu Tông đã chuẩn bị tốt. Nếu Trần gia chỉ có một tu sĩ trúc cơ, vậy thì làm cho Trần gia phun ra một ít lợi ích. Nếu Trần gia có hai tu sĩ trúc cơ, vậy thì hợp tác. Chương 158 A. 5. Khôi lỗi sư của Vương gia đều ở Thanh Liên Sơn. Thứ nhất để đảm bảo an toàn của bọn họ. Thứ hai để cho bọn họ có một hoàn cảnh tu luyện tốt. Thứ ba cũng tiện để Vương Trường Sinh hướng dẫn, để bọn họ thuận tiện trao đổi, bởi vậy mới không phân công bọn ra ngoài. Khôi lỗi thú được luyện chế ra, được phân đến bán tại Tiên Duyên Thành và Bạch Vân Lĩnh.
trong đó đa phần là đưa đến Bạch Vân Lĩnh. Khoảng cách đến Tiên Duyên Thành quá xa, vận chuyển khối lỗi thú đến đó rất phiền toái. Nếu toàn bộ đều đem bán ở Bạch Vân Lĩnh, cũng không thể bán hết. Vương Minh Viễn dự tính đem một ít khôi lỗi thú bán cho Trần Gia, để Trần Gia thay mặt bán ra, tiết kiệm nhân lực. Luyện khí điếm ở Tiên Duyên Thành sửa thành bán linh ngư. Động quật ở Bạch Vân Lĩnh có thể nuôi dưỡng linh ngư. Nhân thủ được rút ra sẽ phía đến Tử Nguyệt Phường Thị mở khôi lỗi điếm. Bạch Vân Lĩnh dù sao cũng chỉ là một cái tiểu phường thị, lượng khách so ra vẫn kém đại phường thị như Tử Nguyệt Phường Thị. Nhưng trông coi động quật trong lòng đất tại Bạch Vân Lĩnh cũng phải phái ra không ít nhân thủ. 10 gian cửa hàng, khẩu vị của các ngươi cũng thật lớn, Trần Hiền Nhân nhíu mày nói. Vương Trường Sinh thản nhiên cười, trả lời, nếu là hợp tác, đương nhiên có thể từ từ thương lượng. Thương lượng tới khi hai bên đều hài lòng mới được, không hài lòng có thể không hợp tác. 4 người cùng nói chuyện 3 canh giờ, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Trần Gia đem 4 gian cửa hàng ở Trường Bình Phường Thị cho Vương Gia. Vương Gia hàng năm phải bán cho Trần Gia ít nhất 50 nhất giai khôi lỗi thú, giá cả định theo cấp bậc của khôi lỗi thú. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Vương Gia có thể dư ra nhân thủ tới Tử Nguyệt Phường Thị mở cửa hàng. Trần Gia cũng có thể vững gót chân ở Tiên Duyên Thành. Trần Hưng Thịnh vốn muốn giữ Vương Diệu Tông và Vương Trường Sinh lại dùng cơm, nhưng bị bọn họ uyển chuyển cự tuyệt. Trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh báo cáo chi tiết lại với Vương Minh Viễn. Đáng tiếc, Trần Hiền Nhân lại có thể trúc cơ. Nếu không nhất định có thể cắn được một miếng thịt to trên người Trần Gia, Vương Minh Viễn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Vương Trường Sinh cười cười, rồi nói Trần Hiền Nhân hẳn là ở lại Ngọc Điền Sơn tấn thăng trúc cơ kỳ. Một viên trúc cơ đan và một bình tử ngọc linh thủy, muốn không trúc cơ cũng khó. Nhưng Trần Hưng Thịnh rõ ràng trên người có thương tích. Tuổi của hắn còn lớn hơn tuổi của nhị bá công. Ý của nhị bá công chính là từ từ không vội, con và đại ca đều trẻ tuổi, chờ Trần Hưng Thịnh chết rồi. Nếu Trần Gia không xuất hiện tu sĩ trúc cơ thứ hai, lúc đó Trần Gia không muốn bị cắn mất một miếng thịt cũng khó. Cha, người có thể phái người đến Tử Nguyệt Phường Thị trước. Các mối quan hệ trước kia của mẹ có thể liên lạc để nhờ trợ giúp. Mau chóng thuê một gian cửa hàng ở Tử Nguyệt Phường Thị, chậm rãi chuyển trọng tâm của gia tộc về hướng Tử Nguyệt Phường Thị. Ừ, ta sẽ mau chóng sắp xếp thỏa đáng việc này. Đúng rồi, nhị ca gửi thư, Uông gia đã phái người đưa tài liệu tới. Ngươi mau chóng quay về Bạch Vân Lĩnh đi, hoàn cảnh tu luyện ở đó cũng hữu ích đối với ngươi. Được, con chào mẹ và muội muội một tiếng, sau đó sẽ lập tức lên đường. Không cần, ta đã tự mình đến rồi đây. Liễu Thanh Nhi tay cầm một cái thực hạp đi vào. Nàng buông thực hạp xuống, từ trong tay áo lấy ra một cái túi chữ vật màu xanh. Đưa cho Vương Trường Sinh rồi nói, đây là một chút linh thạch mẹ tiết kiệm được, con đừng chê ít. Trường Nguyệt còn nhỏ, không cần dùng bao nhiêu linh thạch, có rảnh thì về thăm nhà một chút. Nếu không rảnh thì gửi một phong thư về nhà báo bình an cũng được. Nàng như là nhớ tới điều gì, hai mắt híp lại, cười nói, tuổi con cũng không còn nhỏ, cũng nên lập gia đình rồi. Nếu gặp được cô nương tốt, dẫn về nhà để mẹ nhìn xem, mẹ thay con làm chủ. Nhạc Vân lại mang thai, tiểu tử Thanh Kỳ con của Trường Huy cũng đã biết chạy rồi. Mẹ con muốn ôm tôn tử rồi, nhưng việc này không vội, con thích mới là quan trọng nhất. Liễu Thanh Nhi trừng mắt liếc Vương Minh Viễn một cái, nhíu mày nói giống như chàng không muốn ôm tôn tử vậy. Hai ngày trước là ai ôm Thanh Kỳ cười không ra cái dạng gì. Ôm tôn tử của người khác là có ý tứ gì? Vẫn là tôn tử của chính mình tốt hơn, Trường Sinh đã trúc cơ. Thành ra cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện, còn có thể tăng thêm hậu nhân cho gia tộc. Vương Trường Sinh ngượng ngùng cười, rồi nói, đã biết, cha, mẹ, con sẽ lưu ý. Hai người bảo trọng, con đi rồi, có rảnh sẽ gửi thư trở về. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh đã có mặt tại Bạch Vân Lĩnh. Đến Linh Khôi Các, Vương Trường Sinh kể lại một chút chuyện ở Ngụy Quốc. Vương Minh Tài nghe xong, chau mày an ủi, Trường Phong trúc cơ là chuyện tốt. Trường Tuyết Cát Nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì. Đúng rồi, đây là nguyên liệu Uông gia phái người đưa tới. Ta đã kiểm tra, tổng cộng 20 phần nguyên liệu. Ngoài ra, cha ngươi cũng phái người đưa tới 10 phần nguyên liệu, tổng cộng có 30 phần. 20 phần nguyên liệu, chỉ cần giao cho Uông gia 4 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú là được. Vương Trường Sinh nhận lấy nguyên liệu, lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cáo từ rời khỏi. Vì bảo vệ bí mật động quật trong lòng đất,
Vương gia chẳng những bày ra trận pháp, dùng thạch hóa thuật phong kín cửa sơn động. Ngoài ra, trên mặt sơn động cũng gắn tuyệt linh tán, cho dù có trồng tử sái trên đất, cũng không thể nảy mầm sinh trưởng. Tuyệt linh tán là một loại bột phấn diệt cỏ. Nếu bùn đất bị giải tuyệt linh tán, linh cốc linh dược đều không thể sinh trưởng. Cho dù có người vô tình nhìn thấy chỗ này, cũng sẽ không thể phát hiện động quật trong lòng đất. Động quật phân làm hai phần, Vương Trường Sinh và Vương Minh Giang một phần. Phạm vi hoạt động của bọn họ rất nhỏ, chỉ có một trượng. Toàn bộ những chỗ khác đều dùng để nuôi cá trồng cây, một chút không gian dư thừa cũng không được lãng phí. Linh Hà đã được bày trận pháp, xà niêm ngư không thể lên bờ. Vương Minh Giang nhìn thấy Vương Trường Sinh, thân thiết hỏi, Trường Sinh, sao ngươi lại đi lâu như vậy? Trong tộc không có việc gì chứ? Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, đem những chuyện đã xảy ra kể cho Vương Minh Giang. Biết được Vương Trường Tuyết mất tích, Vương Minh Giang chau mày. Biết được Vương Trường Phong trúc cơ, hàng mày đang nhíu chặt của hắn dần giãn ra. Hy vọng Trường Tuyết không gặp chuyện gì. Ngươi và Trường Phong đều đã trúc cơ, ta cũng phải cố gắng mới được. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, rồi nói, vâng, nhị bá công nói, tranh thủ trong 30 năm tới lại bồi dưỡng thêm một tu sĩ trúc cơ thứ tư. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 159, tin tức kinh người, 1. Hai người nói chuyện trong chốc lát, rồi ai bận việc người đó. Giữa không trung có một tấm ngăn, đem hai người ngăn ra hai nơi. Còn có một cái cửa bên hông cho bọn họ giao lưu lui tới. Vương Trường Sinh tĩnh tọa một khắc đồng hồ, sau đó lấy ra một khối linh mộc trăm năm, bắt đầu điêu khắc. Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Trong động quật dưới lòng đất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Toàn thân được bao bọc bởi một tầng lam quang chói mắt. Một lát sau, lam quang bao bọc Vương Trường Sinh dần tản đi. Hắn mở hai mắt, trên mặt lộ ra ý cười thản nhiên. Dựa vào sự phụ trợ của Linh Thủy, hắn đã tu luyện đến trúc cơ tầng 2. Tốc độ tu luyện này đã tính là rất nhanh rồi. Hắn mỗi ngày đều dùng 5 canh giờ để luyện chế nhị giai khôi lỗi thú. 4 tháng có thể luyện chế ra một nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Lúc đầu, 5 phần nguyên liệu hắn mới có thể luyện chế thành công một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Nhưng theo số lần luyện chế gia tăng, tới nay chỉ cần 4 phần nguyên liệu hắn đã có thể luyện chế được một con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Uông gia hàng năm đưa cho hắn 20 phần nguyên liệu, gia tộc cho hắn 10 phần, 3 năm là 90 phần. Trong 3 năm này, hắn tổng cộng luyện chế ra được 21 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Bán cho Uông gia 12 con, còn lại 9 con. Vương Diệu Tông 1 con, Vương Trường Phong 1 con, Vương Trường Sinh giữ lại 2 con. 5 con còn lại đều vận chuyển đến Tử Nguyệt Phường Thị, rất nhanh đã bán ra ngoài. Sử dụng khôi lỗi thú sẽ tiêu hao thần thức. Nhị giai khôi lỗi thú tu sĩ luyện khí kỳ chưa sử dụng được một khắc đồng hồ thì thần thức đã hao hết. Vương Trường Sinh đứng dậy, xuyên qua khe hở bên hông, phát hiện Vương Minh Giang đang tu luyện. Động quật trong lòng đất dư thừa thủy linh khí, Vương Minh Giang hiện tại đã là luyện khí tầng 8. Vương Trường Sinh không có quấy nhiễu Vương Minh Giang, hắn thi triển độn địa thuật, đi về hướng bên ngoài. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở bên trong một rừng trúc. Hắn cũng không có đến phường thị, bàn tay vỗ túi linh thú bên hông, song đồng thử từ trong đó chui ra. Song đồng thử vẫn là nhất giai thượng phẩm như cũ. Nhưng thân mình đã tròn hơn, nó di chuyển nhìn giống như một viên thịt đang lăn. Vương Trường Sinh lấy ra một khối thịt bò lớn bằng bàn tay, thả trên mặt đất. Song đồng thử nhanh chóng nhảy xuống, nhanh chóng xử lý khối thịt bò. Đi, mang ta đi tìm linh dược. Song đồng thử khịt mũi ngửi vài cái, tứ chi chuyển động, rất nhanh phóng về phía đông. Vương Trường Sinh theo sát phía sau. Không qua bao lâu, một người một chuột đã biến mất vào bên trong rừng trúc. Một lúc lâu sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại chân một tòa núi cao có thảm thực vật rậm rạp. Song đồng thử ghé vào trên bờ vai của hắn, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu chít chít. Theo hắn nhìn thấy, hơn mười mấy trượng phía trước, có một hang động lớn khoảng 2 trượng. Thỉnh thoảng có hồng sắc yêu phong từ trong đó bay ra. Hồng sắc yêu phong lớn nhỏ không đồng nhất, lớn thì to tầm cái thớt, nhỏ thì to khoảng một bàn tay. Sau lưng có 2 cánh, toàn thân màu đỏ, phía đuôi có một mũi nhọn màu vàng. Kim thứ hỏa phong, vừa hay,
để bọn các ngươi thử uy lực cửa huyền băng kỳ. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, khóe miệng hơi dương lên. Hắn thả ra cự mãng khôi lỗi và hắc hùng khôi lỗi, cũng lấy ra một lệnh kỳ lớn bằng bàn tay. Lệnh kỳ màu trắng được bao bọc bởi một tầng lam quang. Trên mặt lệnh kỳ trải linh văn rậm rạp, tản mát ra một cỗ linh khí dao động mãnh liệt. Huyền băng kỳ, dùng da của nhị giai thượng phẩm bích nhãn thiềm thử làm nguyên liệu chính. Luyện chế cùng linh mộc trăm năm và nhiều loại nguyên liệu thuộc tính băng mà thành. Là trung phẩm pháp khí, chỉ tính nguyên liệu luyện chế cái này đã tốn hơn 2.000 khối linh thạch. Đương nhiên, Vương Trường Sinh tổng cộng thất bại 4 lần mới có thể thành công luyện chế được. Vương Trường Sinh tung ra pháp quyết, cự mãng khôi lỗi há mở mồm máu, phun ra một cỗ hỏa diễm thô to màu đỏ, đánh lên trên cửa động. Oành đùng, một tiếng nổ, một ít kim thứ hỏa phong bị hỏa diễm màu đỏ đốt thành tro tàn. Song đồng thử dường như sợ hãi, vội vàng chạy về bên trong túi linh thú. Nhưng nó vẫn thò ra cái đầu tò mò, nhìn chằm chằm về hướng cửa động. Hành động này của Vương Trường Sinh chọc giận kim thứ hỏa phong. Chúng nó vuốt cánh, đánh về phía Vương Trường Sinh, số lượng có hơn 100 con. Vương Trường Sinh lạnh nhạt cười, huyền băng kỳ trong tay nhẹ nhàng sáng lên. Đón gió bành trướng, biến thành một cây lệnh kỳ dài một trượng. Bên trên mặt cờ toát ra hàn khí nhè nhẹ. Hai tay hắn nắm lấy thân của huyền băng kỳ, lay động trái phải. Lượng lớn hàn khí màu trắng từ không ngừng tuôn ra. Đồng thời, toàn thân hắn sáng lên một trận lam quang. Một tầng lam quang hiện lên, bao bọc toàn thân hắn. Kim thứ hỏa phong hình thể nhỏ vừa tiếp, xúc với hàn khí màu trắng, toàn thân rất nhanh kết băng, rơi từ giữa không trung xuống. Kim khứ hỏa phong có hình thể lớn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chúng nó hả mồm phun ra hỏa cầu, đánh về hướng Vương Trường Sinh. Hắc hùng con rối tiến lên hai bước, vung lang nha bổng trong tay. Đánh vỡ nát hảo cầu màu đỏ, một số hảo cầu khác đánh vào trên người nó. Hỏa diễm cuồn cuộn lại không mảy may làm tổn thương đến nó. Một ít hỏa cầu nện lên màn chắn màu lam bao bọc Vương Trường Sinh. Hóa thành từng mồi lửa cháy cuồn cuộn che kín bóng người Vương Trường Sinh. Nhưng rất nhanh, bên trong hỏa diễm sáng lên một trận lam quang chói mắt. Hỏa diễm cứ như vậy mà bị diệt. Huyền băng kỳ trong tay Vương Trường Sinh hung hăng nhoáng lên một cái, vang lên thanh âm xẹt xẹt. Vô số băng châm bay ra từ trên mặt cờ, mấy chục con kim thứ hỏa phong đang bay đến bị băng châm xuyên thủng. Rơi từ giữa không trung xuống, Vương Trường Sinh giơ tay phải lên, bắn ra phi đao màu lam dài 3 thước. Ở bên trong đàn ong chém một chém, mấy chục con kim thứ hóa phong bị chém làm hai, là tả rơi xuống. Cự mãng khôi lỗi dưới sự khống chế của Vương Trường Sinh, phun ra từng luồng hỏa diễm thô to. Thiêu chết không ít kim thứ hỏa phong. Không qua bao lâu, lượng lớn kim thứ hỏa phong từ trong hang động bay ra. Có một con kim thứ hỏa phong hình thể rất lớn dẫn đầu bay trước. Con yêu phong này có 4 cánh, cánh dài khoảng 1 trượng. Một đôi mắt to màu vàng lồi ra bên ngoài, phần đuôi có một mũi nhọn dài 1/2 trượng. Xem khí tức, rõ ràng là một nhị giai trung phẩm yêu trùng. Chương 160, tin tức kinh người, 2. Phong vương hai cánh rung lên, hơn 10 đạo hỏa nhận dài 1 thước bắn ra, công kích về phía Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, lượng lớn kim thứ hỏa phong dưới sự chỉ huy của phong vương cũng đánh về phía Vương Trường Sinh. Mất 100 con kim thứ hỏa phong từ các phía khác nhau đồng thời đánh về Vương Trường Sinh. Chúng nó chưa tiến gần đến người đã phun ra hỏa cầu màu đỏ, đánh về hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không thay đổi sắc mặt, bắn ra một viên châu màu vàng và một viên châu màu đỏ lớn bằng quả trứng chim. Dưới một trận tiếng vang của cơ quan, viên châu màu vàng hóa thành một con nhện 8 chân màu vàng. Viên châu màu đỏ biến thành một con quạ màu đỏ có hình thể thật lớn. Con nhện màu vàng mở miệng, phun ra một đạo bạch quang, hóa thành một tấm mạng nhện màu trắng dài vài trượng. Mạng nhện màu trắng kín không kẽ hở. Mấy chục con kim thứ hỏa phong đánh về hướng mạng nhện màu trắng đều không thể động đậy, thân thể bị dính chặt lên trên. Con quạ màu đỏ dương mở 2 cánh, bay lên trời. Mở miệng, hơn 10 đại hỏa nhận dài vài thước từ miệng nó bay ra. Đem mấy chục con kim thứ hảo phong chém thành cho bụi. Huyền băng kỳ trong tay Vương Trường Sinh hung hăng chuyển động, vô số băng châm từ đó mà ra. Đánh về phía kim thứ hỏa phong, 3 thanh phi đao màu lam từ những phương hướng khác, nhau chém về phía phong vương. Cự hùng khôi lỗi mở miệng, phun ra mấy chục cây đinh thật dài, đánh về phía phong vương.
Phong Vương cũng không dám đỡ đòn, há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm thô to màu đỏ. Đồng thời hai cánh cũng rung lên, thả ra một mảng hỏa nhận lớn, nghênh đón công kích. Một trận tiếng nổ vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn. Một âm thanh quái dị, con quạ màu đỏ đánh tới hướng Phong Vương, hai móng chụp về hướng đầu của nó. Con nhện màu vàng phun ra một tấm mạng nhện màu trắng, chụp về hướng Phong Vương. Cự mãng khôi lỗi phun ra một cỗ hỏa diễm thô to công kích Phong Vương. Ba thanh phi đao màu lam đổi một phương hướng khác chém về hướng Phong Vương. Trong lúc nhất thời, Phong Vương khổ sở tránh né, âm thanh tiếng nổ vang lên không ngừng. Bằng vào thân hình linh hoạt, nó tránh được hết các công kích. Nhưng đám nhất giai yêu phong thì không được may mắn như vậy. Đột nhiên, bầu trời tối xuống, một đám mây đen dài trăm trượng xuất hiện ở phía chân trời. Mây đen quay cuồng một trận, từng bông tuyết lớn bắt đầu rơi xuống, nhiệt độ xung quanh dần thay đổi. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, mây đen chỉ xuất hiện ở khu vực hoạt động của Phong Vương. Băng vũ thuật, Vương Trường Sinh dùng huyền băng kỳ phóng xuất ra trung cấp pháp thuật. Công kích phạm vi lớn, ngay từ đầu, số lượng bông tuyết vẫn còn khá ít. Nhưng theo thời gian, số lượng bông tuyết ngày càng nhiều. Bắt đầu có mưa đá rơi xuống, Phong Vương bận tránh né công kích của pháp khí và khôi lỗi thú, không rảnh bận tâm chuyện khác. Bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, không thể tránh né mưa đá nện lên trên người nó, tốc độ của nó cũng dần chậm lại. Nhân cơ hội này, một tấm mạng nhện màu trắng dài mấy trượng ụp đến, đem Phong Vương dính chặt vào bên trong. Cự mãng khôi lỗi há mồm phun ra hỏa diễm màu đỏ, bao trùm thân hình Phong Vương. Hỏa nha khôi lỗi bay đến, móng vuốt sắc bén nhập vào bên trong hỏa diễm. Một tiếng hét thảm. Ba thanh phi đao màu lam cũng nhập vào bên trong hỏa diễm, truyền ra một trận thanh âm trầm đục. Huyền băng kỳ trên tay Vương Trường Sinh nhoáng lên, bắn ra vô số băng châm, xuyên vào bên trong hỏa diễm. Vẫn chưa hết, cụm mây đen quay cuồng kịch liệt, hơn trăm khối mưa đá từ trong đó đi ra. Từng đợt nện vào bên trong biển lửa. Thân thể của Phong Vương cố gắng bay ra từ bên trong biển lửa, bị mưa đá dày đặc ngăn cản làm chậm. Oành đùng, chỗ mưa đá không ngừng nện xuống đột nhiên bạo liệt mở ra. Từ trong đó bay ra một con Phong Vương, trên người nó vết thương chồng chất, máu chảy không ngừng. Cánh nó đã bị đánh nát đến không nỡ nhìn, nó đang cố gắng bay vào phía bên trong sơn động. Vương Trường Sinh cười lạnh, ba thanh phi đao màu lam hào quang bành trướng, chém nhanh tới, đem đầu của Phong Vương chặt xuống. Phong vừa chết, những con kim thứ hỏa phong khác biết mình không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh. Trừ những con đã chết, còn lại đều đua nhau bỏ trốn. Vương Trường Sinh tay áo khẽ lộng, một hắc sắc hồ lô lớn bằng bàn tay hiện ra. Sau khi quay tròn, phun ra một mảng sáng mờ màu đen, che kín thi thể Phong Vương. Một chấm sáng màu xanh lục từ trong cơ thể Phong Vương bay ra, bị ánh sáng mờ màu đen hút vào bên trong hắc sắc hồ lô. Hạ phẩm pháp khí tụ hồn hồ, Vương Trường Sinh dùng huyền lan dạ hương luyện chế thành. Pháp khí này chủ yếu dùng để đựng yêu thú tinh hồn, dùng trong luyện chế khôi lỗi thú. Đuôi của kim thứ hỏa phong là nguyên liệu luyện khí không tồi, Vương Trường Sinh cũng thu về. Xử lý xong thi thể của kim thứ hỏa phong, Vương Trường Sinh bước vào trong sơn động. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, hắn đi ra, sau đó thả ra thanh lân mã, nhảy lên lưng nó. Thanh lân mã chở Vương Trường Sinh bay về hướng trời cao. Không bao lâu sau đã biến mất ở phía chân trời. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Sơn. Hắn vừa trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Minh Viễn đã nói cho hắn một tin tức kinh người. Nửa năm trước, nhiều địa phương ở Đại Tống bỗng tràn ra lượng lớn quỷ quái. Không kịp đề phòng, người tu tiên chết thảm trọng. Có mấy gia tộc tu tiên xui xẻo, toàn bộ gia tộc đều bị diệt. Thông qua tứ tông Đại Tống tra xét, quỷ quái đến từ cùng một chỗ. Phiền toái là quỷ quái từ năm địa phương khác nhau tràn ra. Nhiều địa phương ở Sở Quốc cũng tràn ra lượng lớn quỷ quái. Thông qua tra xét, đám quỷ quái này cũng đến từ cùng một chỗ. Tu tiên tông môn của hai nước đều phát ra mộ binh lệnh. Triệu tập nhân thủ, tiến vào hang ổ quỷ quái, tiêu diệt bọn chúng. Việc này có tu sĩ Kim Đan dẫn đội, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ là chiến lực chủ yếu, luyện khí kỳ chỉ là phụ. Kháng mệnh không tuân, diệt tộc. Đương nhiên, diệt sát được yêu quỷ cũng sẽ có thưởng, nhưng không giống như giết yêu thú. Lúc này, tứ đại tông môn chỉ lấy ra 5 viên trúc cơ đan và 20 bình tử ngọc linh thủy. Điểm để đổi được cao dọa người, vốn nhị bá định dẫn người đi đến trước, nhưng mà đệ tử Tử Tiêu môn phái đến mộ bình có nói.
muốn ngươi tự mình mang người đi đến trước. Đây là Lâm gia cố tình tính kế chúng ta. Tu vi của ngươi không cao, lại bảo ngươi mang đội đi trước, rõ ràng là muốn hại ngươi. Vương Minh Viễn giận dữ nói, miệng đầy cay đắng. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.